qua tiếng tiếng hát của Ngọc Lợi, Nguyễn Lợi ở bài Chuyện một người đi. Xin mời lại đứng lên sân khấu cho một tràng pháo tay nè. Nay cũng dự tổ ngành sân khấu thì cũng xin gửi đến các cô chú anh chị cùng các em nhạc phẩm Chuyện một người đi. Là màu hơn.
Yeah.